ôm hôn trên ghế đá, nằm lên bãi cỏ bờ tường để âu yếm. Những hình ảnh nóng bỏng mắt như thế này vẫn diễn ra hàng ngày tại nhiều nơi công cộng. Tại công viên Nghĩa Đô, chúng ta có thể bắt gặp vô số những hình ảnh như thế này. Các đôi bạn trẻ vô tư ngả ngớn trước mặt người lớn tuổi. Bất lịch sự. Coi như là ngồi mà trao đổi với nhau về học hành thì là đó là cái điều tốt. Đằng đây đến là có đôi là vật ra bãi cỏ, như cái đôi mà cứ lợi dụng gia đình ra đi học thứ nhất là ra làm các việc bậy bạ, việc đó là không có học hết xã hội học. Đã xa rồi cái thời yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đến gần. Ngày nay giới trẻ hồn nhiên thể hiện tình cảm của mình nơi công cộng. Tôi thì tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ thể hiện tình yêu thì nó là cái chuyện bình thường thôi, nhưng hôn nhau như thế nào, hôn nhưng phải hôn như thế nào, chứ không phải là nghiến ngấu, thế rồi là không phải là làm những cái hành động nó hết sức là phản cảm nơi chốn đông người. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ngoài biểu thị cho sự thăng hoa của tình yêu, nụ hôn còn có những tác dụng đặc biệt khác như bảo vệ răng, giảm béo, làm đẹp. Một nụ hôn đúng cách sẽ giúp cho mỗi người có được tinh thần thoải mái hơn. Ở phương Tây, nụ hôn đã xuất hiện nhiều thế kỷ trước. Không chỉ biểu hiện cho tình yêu nam nữ, mà nụ hôn ở phương Tây còn là sự chào hỏi trong giao tiếp. Các nguyên thủ quốc gia cũng thường dùng nụ hôn của mình thay cho những cái bắt tay. Nụ hôn còn được các nhà làm phim sử dụng để làm tăng tính hấp dẫn cho bộ phim. Ngoài ra, ở Thái Lan, Trung Quốc, người ta tổ chức ra nhiều cuộc thi hôn đã tạo ra một sân chơi vô cùng lành mạnh. Đấy chính là một cái thể hiện của cái đỉnh cao của tình cảm và sự trân trọng. Tùy theo từng mối quan hệ mà người ta hôn khác nhau. Ví dụ như là tình yêu đôi lứa chẳng hạn thì người ta hôn khác, hay là tình cảm gọi là cha mẹ với con cái chẳng hạn thì hôn ở vị trí khác. Dùng cái nụ hôn để thể hiện tình cảm của mình thì tôi cho rằng là thế cũng không có gì là sai cả. Nhưng rất tiếc là có một số bạn ấy là sử dụng cái cách thể hiện tình cảm đó nó chưa đúng lúc đúng chỗ, và thậm chí là chưa đúng mức độ nữa. Những cái bạn mà cho rằng cứ hôn nhau thoải mái, không có ngại ngần gì cả, không, và cho rằng như thế là có văn hóa, thì cái đó chúng ta cũng cần phải xem xét lại. Văn hóa hôn khi du nhập vào Việt Nam hiện nay đã dần mất đi giá trị của nó. Những cái hôn ngấu nghiến, thêm vào đó là những hình ảnh sờ soạn, phản cảm đã được các bạn trẻ Việt Nam vô tư thể hiện nơi công cộng. Và vô tình, những người xung quanh đã trở thành ban giám khảo cho những thí sinh đang dự thi màn khóa môi đặc sắc. Vậy theo em là mình không nên thể hiện tình cảm thái quá giữa những người đông người. Mình nghĩ là không nên, bởi vì là cái chỗ đấy thì nó đông người qua lại. Nhìn thì mình cũng thấy bình thường. Bây giờ người ta không cũng phải sống vì cá nhân mình, chứ không phải suốt ngày cũng chỉ vì sống vì cái lối sống tập thể, mình lại cả thể hiện tình cảm cho riêng mình. Vì lợi ích của quyền lợi của mình thì tôi nghĩ là việc này là hoàn toàn đúng, quan điểm của tôi hoàn toàn đúng. Mình thấy là việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng ấy thì nó không có gì là xấu cả. Không ra công viên thì bọn mình biết đi đâu. Còn mình thì mình thấy nói chung là hôn nhau ở ngoài công viên là phù hợp với giới sinh viên. Thủ đô Hà Nội với khoảng 7 triệu dân, chưa kể những người ngoại tỉnh đến học tập, làm việc và sinh sống, mà chỉ có khoảng 70 công viên lớn nhỏ. Giới trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, biết đi đâu để thể hiện tình cảm. Điều đó dẫn đến các bạn trẻ công khai thể hiện tình cảm của mình ở nơi công cộng. Hôn nhau không xấu, nhưng cách thể hiện tình yêu như thế nào cho phù hợp với truyền thống văn hóa Á Đông mới là cái đáng bàn. Một nụ hôn phớt nhẹ lên má, một cái khoác vai âu yếm hay một cái nắm tay thật chặt là sáng kiến cho một nụ hôn đẹp ở nơi công cộng. Khi tỏ tình hay cầu hôn, việc trao gửi tình cảm của mình tới một nửa yêu thương sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ suốt đời. Dẫu biết điều kiện khách quan, khu vui chơi, giải trí và không gian riêng tư còn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ, song đừng vì thế mà tự cho mình quyền yêu thái quá nơi đông người. Yêu đương không nhất thiết phải quá mùi mẫn và phản cảm, bởi nó sẽ làm mất đi vẻ trong sáng của tình yêu, cũng như làm mất đi vẻ đẹp truyền thống của dân tộc. Thể hiện văn hóa ứng xử phù hợp nơi công cộng là một việc làm cần thiết. Bởi vậy, các bạn hãy cứ yêu nhau đi và hãy để những người xung quanh yêu các bạn.